Rồi em Toàn Phát chào nha nha, chúc cả nhà buổi sáng thật là an lành nha. Đó, mới về một chiếc khởi nghiệp nữa cả nhà, Kia K2007 nha, đời 2004, được cái là mới đăng kiểm luôn, mới đăng kiểm nha. Dán cái này phải tới tháng 10 luôn cả nhà, tới ngày 4 tháng 10 luôn. Đó, xe mới vừa về luôn, mới vừa về tối luôn rồi cả nhà. Xe thùng kính nha, cái này có cửa hông mà tự nhiên cái bị bít lại luôn, buồn quá. Đây ha, xe nói chung vẫn còn sạch sẽ liền lạc cả nhà, chung theo năm tháng thì nó cũng tàn phai theo năm tháng nha, nói chung là còn chạy ok, đẹp sạch sẽ liền lạc, giá rẻ đây ha, đời 2004 nha, nha, màu xanh ha, mới đăng kiểm, về là đi ngay, à, về là đi ngay nha, mới vừa về hồi tối tức thì luôn, về tới đâu là quay cho các nhà mình xem. Bãi đó là chống xe, hiện tại Tổng An Phát đang cần mua số lượng xe nhiều ha, cả nhà có cái giới thiệu cho em nha, có tiền hoa hồng cho anh em giới thiệu nha, phải có giá hợp lý mới dám mua nha cả nhà, cho dù là xe không có nhưng mà giá cao cũng không dám mua, vì mua cao bán không được, mình bán giá cao quá không có khách, bán giá hợp lý mới có khách. Cả nhà đang cần một con Kia mà giá rẻ, giá khởi nghiệp cứ nhấc máy alo cho em nha. Con này dàn lớp cũng còn đẹp nữa nha. Mấy hôm nay mua được có cái là dàn lớp còn tương đối lắm, xe thì dàn lớp còn tương đối nha. Khung gầm sexy đẹp nữa nha. Khung gầm sexy tuyệt vời luôn. Đó, cầu đích số rồi. Khá là ok. Có cái con nó hơi xì cục ben tí xíu là em phải đi coi là cái cục ben thôi. Còn thấy máy đồ nổ chạy ổn định. Đây, phải ra phần thùng rồi nha. Thùng cũng sạch sẽ liền lạc thì em chứ. Nè, hôm qua em cho ông anh đi lấy giùm. Đó. Vô cái chốt được luôn. Giá rẻ mà. Con này thì em bán hơn 60 triệu nha. Hơn 60 triệu. Giá rẻ cả nhà. Cả nhà mua đâu rẻ hơn em, cứ đúng mua. Còn em thì bán là bao rẻ rồi. Hơn 60 triệu là cả nhà có Kia rồi nha. Kia 2004 nha nha. 2004 Kia K2007 đăng kiểm mới nha. Này là nói chung mua bán hàng nhỏ lẻ là ok rồi nha. Mua bán hàng nhỏ lẻ là ok rồi. Rồi, em chào cả nhà nha. Em sẽ lên video chi tiết ở video sau nha. Đó, có cần thì cứ gọi điện cho hai số này cho em. Đó, hai số này chính của em nha.